trình Tiếng Thơ của Đài Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7, Thanh Xuân nhận được khá nhiều thư bài của các tác giả, các nhà thơ với nhiều bài thơ, tập thơ hay, ấn tượng. Trong số đó phải gửi đến tác giả thơ Ngô Đức Hành với tập thơ Con đường rạ rơm và tập Ballad đêm. Ban biên tập xin giới thiệu tập thơ Con đường rạ rơm của tác giả với những tình cảm mà ông gửi gắm cho quê hương xứ Nghệ. Bởi con đường quê hương luôn nâng bước chân của tác giả trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, trong lời tựa cho tập thơ Con đường rạ rơm, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã viết: "Một con người xứ Nghệ với cả cách cảm, cách nghĩ và cách sống luôn vì người, vì quê hương, ví dặm ân tình. Có lẽ vì thế mà quê hương và tình yêu luôn hút hồn anh." Không kể thơ in chung, tính đến năm 2017, anh đã sở hữu 3 tập thơ Ví dặm quê mình năm 2015, Con đường rạ rơm năm 2017 và Ballad đêm năm 2017. Nếu để ý thì đây là thời điểm Ngô Đức Hành thăng hoa thơ. Trước khi đi vào những bài thơ cụ thể trong tập thơ, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe lời tựa của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong tập Con đường rạ rơm. Khi còn biết ngạc nhiên, nghĩa là người ta còn làm thơ. Đó là ấn tượng của tôi khi đọc thơ Ngô Đức Hành. Anh làm thơ hàng ngày vì ngày nào anh cũng nhận ra những điều mới lạ. Chuyện tình yêu, chuyện nhân tình thế thái, chuyện thời sự trong nước và quốc tế, chuyện bão giông, lũ lụt, anh đều không bỏ qua. Những con sóng đời sống cứ vỗ hoài vào trái tim anh, trái tim của một người thơ đa cảm và đa mang. Có một nụ cười làm tôi ngẫm nghĩ, có một nụ hôn tôi lạnh cả đời. Và cả chuyện ngày xưa nữa, với anh đâu phải là điều đã cũ. Rất vô tình ta nhặt được ngày xưa. Vì thế mà cuộc đời với anh là đau, là thương, là chia sẻ và tin yêu. Thơ Ngô Đức Hành giàu thi ảnh, giàu tình cảm và phóng túng. Đọc thơ anh thấy hiện lên hình ảnh một con người vừa hóm hình, vô tư, lại vừa lắm suy tư. Một con người xứ Nghệ với cả cách cảm, cách nghĩ và cách sống, luôn vì người, vì quê hương, ví dặm ân tình. Có lẽ vì thế mà quê hương và tình yêu luôn hút hồn anh. Nó cụ thể và gần gũi như cơm ăn nước uống. Con sông, ngọn núi quê nhà luôn đau đáu trái tim thơ. Anh nghẹn sông nghẹn, mãi không còn chảy, ngàn hống xanh, vết sẹo dễ gì lành. Rượu vò căn lộc môi mềm, trời xanh trải liếp tới miền hư vô. Và khi yêu thì nóng bỏng như gió Lào xứ Nghệ. Gió Lào hắt tung váy tháng tư, nắng loang loáng làn da con gái Nghệ. Ăn chia sứa mà em ơi trắng thế, có gì nồng nàn hơn tuyết xa không? Rồi bất chợt anh có những câu thơ làm dịu lại cả không gian. Đất trời lim dim hình như muốn ngủ, giấc mơ khù khờ ăn sở chiều say. Cái men say của thơ anh không chỉ bắt nguồn từ những lò rượu nổi tiếng của dân làng Trảo Nha, mà còn bắt nguồn từ truyền thống thơ ca của dòng họ Ngô ở đây, điển hình là thi sĩ Xuân Diệu. Anh luôn tự hào về dòng họ Ngô Trảo Nha có đến 18 đời quận công triều Nguyễn và triều Tây Sơn. Và trong mắt anh, bác Xuân Diệu vừa vĩ đại lại vừa gần gũi và bình dị. Ông cầm đèn măng sông lên ngang vai rồi hỏi: "Bà con nhìn Xuân Diệu rõ không?" Có thể có thể không, nhưng thơ ông mấy người không say đắm. Để có những bài thơ cho nhiều người say đắm, âu cũng còn là chuyện trời cho, nhưng không phải chuyện ngồi chờ sung rụng. Làm thơ cũng như người đãi cát tìm vàng, Ngô Đức Hành cũng vậy. Anh không quá cầu toàn đợi cho cảm xúc chín mùi, mà thường chớp lấy những cảm xúc non tươi để viết thành thơ. Cũng như anh đã chọn cho thơ mình một con đường rạ rơm, con đường từ phía làng quê. Nhớ thì nhớ đến bền lâu, con đường rơm rạ tìm nhau ta về. Và tôi tin hồn thơ Ngô Đức Hành cũng sẽ mãi non tươi và bền lâu như thế. Và
Vâng, đó là lời tựa cho tập thơ Con đường rạ rơm của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Thanh Xuân nghĩ những tâm hồn đồng điệu thường rất dễ hiểu, đồng cảm với nhau qua những tác phẩm thơ. Chúng ta cùng nghe nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói thêm về tác giả thơ Ngô Đức Hành. Ngô Đức Hành đã in đến cái tập thơ Con đường rạ rơm là tập thơ thứ 3. Vâng. Ngô Đức Hành vẫn tiếp tục cái dòng cảm xúc về quê. Nhưng ở cái tập thơ này thì những dòng cảm xúc về quê hình như nó mãnh liệt hơn, nó mạnh mẽ hơn, yeah. Nó mở rộng hơn và nó có tính khái quát lớn hơn. Trong một cái tập thơ để nói về quê, thì đây là quê thì nó vừa là quê mình, nó lại vừa là nhà quê, mà lại nói bằng một cái con người của hiện đại. Vâng. Thì nó khác với những bài quê xưa, và chính điều đó nó mang lại tới những cảm xúc rất mới mẻ cho người đọc, nói lên những cái nét mới, những cái góc nhìn mới, những cảm xúc mới về quê hương xứ Nghệ, con người xứ Nghệ. Vâng. Và điều đó là chính là một cái thành công mới vậy. Xin được cảm ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Con đường rạ rơm của tác giả Ngô Đức Hành. Đường quê anh thơm nồng rạ rơm, ngày xưa mẹ bảo rơm được nắng, rơm làm mũ tránh bom tránh đạn, bọn trẻ tung tăng mỗi sớm đường làng. Đường quê anh thương thương rạ rơm, rạ lợp mái nhà rơm cất khóc chặn, đêm gió lùa rạ thay chăn ấm, ông cháu ôm nhau đông ngà thức nồng. Con đường rạ rơm vàng óng tấm lòng, trưa diễn hoa nắng ù gió nổi, tóc vương vương nụ cười vàng nắng, bạn bè quây quanh mát lạnh trưa hè. Con đường rạ rơm gặp lại bạn bè, bạn ấy đi đâu bạn này thổi sáo, dẫu đã lên ông gặp nhau huyên náo, một thời xa cởi áo trốn tìm. Con đường rạ rơm nặng trĩu tâm hồn, lúa đập rồi còn để lại rơm thơm. Thưa quý vị và các bạn, trước khi xuất bản tập thơ Con đường rạ rơm thì tác giả thơ Ngô Đức Hành đã in ví dặm quê mình. Tên của tập thơ đã phần nào nói lên được xuất thân của tác giả. Chúng ta hãy cùng nghe nhận xét của nhà thơ Trần Quang Quý khi đọc thơ của Ngô Đức Hành. Ngô Đức Hành vốn là một nhà báo, cái cảm quan, cái sự nhanh nhạy, nhạy cảm về cái tính thời cuộc, tính thời sự của những vấn đề mà anh quan sát và kinh nghiệm, và có cái sự nhạy cảm của một cái kỹ sĩ từ cái hiện thực của đời sống để có thể cất lên cái tư liệu, cái ngôn ngữ của tâm hồn của mình. Đấy. Rất nhiều vấn đề anh quan tâm. Đấy. Nhưng mà cái mảng chủ yếu trong thơ Ngô Đức Hành vẫn là mảng về quê hương, phong tục tập quán của quê làng, đời sống thôn dã. Vâng. Của vùng quê xứ Nghệ, vùng quê gió Lào cắt trắng, nhưng mà con người, cái tình người nó vẫn thăng thiết gắn bó với nhau. Ở đấy là một cái đặc trưng của Ngô Đức Hành. Vâng. Anh có thể viết nhiều vùng đất khác nhau, nhưng mà cái cảm quan vẫn là cảm quan của nhà thơ sinh trưởng, vâng, lớn lên từ vùng đất Nghệ Tĩnh. Ngô Đức Hành một nhà thơ nông dân đậm chất quê mùa, vâng, quê làng của vùng quê Nghệ Tĩnh. Ví dụ ngay cả bài Nắng lên góc sân nhà bà tôi phơi mấn nẻ ra chân như đốn cày ngày hạ. Ngay cả khi mà nói về hạnh phúc của Ngô Đức Hành, nó cũng là thế này. Nhiều khi nhón cướp dưa cà, em cười giòn tan rộn trang giọng Nghệ. Vâng. Khi ảnh dạ dơ mong vào thơ của anh, mùa phơi phới, thơm từ trên mái dạ, thơm đường quê, thơm cả bồng bềnh. Nhưng con người dù cách trở đi xa đến mấy thì cái quê hương vẫn là cái nơi nuôi dưỡng tâm hồn mình. Vâng. Là cái nơi mà người mẹ của mình đã sinh thành, là cái nơi của mình vẫn phải trở về cái vùng đất ấy. Anh vẫn trở lại miền Trung quê hương, nhiều lắm thương đau, ví dặm nghiêng trao vầng trăng sẻ nửa, tình người Nghệ bọc đùm chán chứa, tìm đến nhau theo ví dặm câu hò. Đấy tiếng thơ của Ngô Đức Hành. Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc nhiều khi nhón chút dưa cà, em cười giòn tan rồn rang giọng Nghệ. Ký ức quê làng là mạch cảm chủ đạo xuyên suốt trong Con đường rạ rơm, là bóng mẹ, hình dáng cha hẳn in trong nỗi nhớ, là những khi nỗi lòng trĩu nặng mỗi khi nghe tin gió bão tràn về miền Trung xứ Nghệ. Về quê để cùng nhau ăn bát cơm nóng hổi đậm đà giòn tan với quả cà muối quê kiềng. Và ta hãy cùng nghe nhà thơ cảm nhận khi về lại quê nhà.
Về quê hết cỡ nói cười, vui như trải chiếu ở nơi sân đình. Về quê sống giữa chữ tình, ngàn năm sông chảy cuộn mình với ta. Gặp ai cũng ngỡ người nhà, bước đi như thể là ta dậy thì. Về quê ngày vội ngắn đi, gặp ai cũng muốn choa mi sang nhà. Giòn tan cắn vỡ quả cà, có tay mẹ muối, có bà dãi sương. Cuộc đời rong rẻo muôn phương, bước chân hăm hở là đường về quê. Quê ơi đọi nác xanh chè, mặn hồn sông núi chở che dãi dầu. Nhớ thì nhớ đến bền lâu, con đường râm rạ tìm nhau ta về. Thưa quý vị và các bạn, tiếng nghệ được coi là bản sắc văn hóa quan trọng của quê hương. Nhà thơ từng viết: tiếng nghệ của tôi ơi đủ hòa âm thanh khí, nghe dân ca xứ Nghệ ai không lòng phấn phương. Tiếng nghệ của ta ơi răng mà nghe xa xiết, dẫu đi xa biển biệt luôn nặng lòng cố hương. Bởi thế nên buổi chiều quê nhiều khi làm cho anh quýnh quáng trong nỗi nhớ cứ đan xen dồn dập trước khi về lại thủ đô nơi anh đang công tác. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ Chiều ở quê của tác giả thơ Ngô Đức Hành. Mình thơ thẩn suốt chiều trước khi về Hà Nội, loanh quanh khu vườn. Nơi này mẹ khi xưa trồng chuối, trồng chanh. Nơi này cha vun vòng khoai luống lạc. Tháng 3 chuyển mùa gió mát, tre đằng ngà, ví sậm đỏ đưa. Loài hoa cỏ này là gì? Lá xanh xanh, hoa vàng, hoa đỏ. Ở đây nữa rất nhiều hoa lạ, li ti bé xíu trong vườn. Bọn trẻ nhà ai túm tụm đào run bắt dế. Như mình xưa một thời thơ bé, chỉ có khác bây giờ chúng vặn vẹo giỏi hơn. Ngày xưa trẻ con dạ vâng hay sợ sệt, tối ra thềm nhà sợ bóng ma. Bọn trẻ bây giờ rất già, chẳng biết học ai sa đà chém gió. Mình thơ thần trước khi về Hà Nội, chiều hôm nay nắng vàng, bạn đi trâu vui vẻ chạy sang, kể chuyện ngày xưa đi làm gian dối, một thời tiếng kèn. Quê bây giờ đã giàu hơn, ai cũng sợ khi nhớ về thời hợp tác. Mình chụp ảnh tứ tung gửi bạn, hoa cỏ yêu yêu run rẩy nắng vàng. Ngày xưa mẹ mình giờ này cặm cụi xăm lại lúa trên đồng, ngón chân rụng theo mùa bút xá. Bỗng nhớ chưa bao giờ mẹ được tặng hoa ngày 8 tháng 3. Và cứ thế cả chiều trộn rộn, ngơ ngẩn như một kẻ trước mẹ cha lỗi lầm. Quý vị và các bạn thân mến, viết về những cơn gió Lào thổi những ngày hè đổ lửa, nhưng vào thơ Ngô Đức Hành đầy lãng mạn thân thương. Vũ Khúc Nắng là một bài thơ đầy hình ảnh gợi cho người đọc những liên tưởng mới lạ. Mời quý vị cùng nghe bài thơ này. Gió Lào hắt tung váy tháng tư, nắng loang loáng làn da con gái Nghệ. Ăn chi sứa em ơi trắng thế, có gì nồng nàn hơn tuyết da không? Vinh ban trưa đã uống rượu chăng, mặt ửng đỏ dậy thì ham muốn. Gió Lào rạc khát khao đêm muộn, vắt ngang chiều búi ngược tóc mây. Giọt mồ hôi thương lắm mắt ai, con gái Nghệ nồng nàn hơn có thể. Hè chơm chớm sạc xào đến thế, dáng em trên đồng cây lúa lưng ong. Anh theo em về với Vinh không, ngày chạm ngõ gió Lào bê mâm quà. Cam giã đoài thổn thức huy áo lạ, nắng gió vô tình nổi đóa ghen tuông. Thưa quý vị và các bạn, xuất bản 3 tập thơ thì có đến 2 tập viết riêng về xứ Nghệ mới thấy được cái tình cảm dành cho quê hương của tác giả thơ Ngô Đức Hành thật đáng trân trọng. Chúng ta hãy cùng nghe những tâm sự của anh khi viết những bài thơ này. Tôi là con người của quê hương. Tôi đang và sẽ tiếp tục viết về quê hương. Và coi đó như là một cái việc làm rất bình thường để trả nợ quê hương. Thì nơi mà nói như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là hạt bụi đã hóa kiếp thân tôi, nuôi tôi lớn lên,
Thì ước mơ của tôi và dự định sắp tới của tôi là tôi cố gắng để ra đời một cái tập thơ có thể tạm đặt là Ngô Đức Hành đi và về, tuyển một cái tập thơ về quê hương xứ Nghệ gồm 99 bài. Với Con Đường Rà Rơm thì anh muốn gửi gắm điều gì ở tập thơ này ạ? Với Con Đường Rà Rơm thì thưa chị, vẫn trong cái dòng cảm xúc về quê hương, tôi muốn gửi đến bạn đọc một cái thông điệp là không ai chọn được bố mẹ và quê hương. Với bố mẹ thì chúng ta phải trả hiếu, thì với quê hương chúng ta phải trả nghĩa, với tư cách là một người con của quê hương. Thưa anh, thì Thanh Xuân nhận thấy là có nhiều bài đã sử dụng cái phương ngữ của xứ Nghệ. Vậy thì anh có sợ khi mà người vùng khác đọc những cái bài thơ này mà không hiểu được không ạ? Xứ Nghệ là một vùng văn hóa rất đặc biệt. Không phải tự nhiên mà ví dặm, Nghệ Tĩnh trở thành văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tôi cho rằng cái phương ngữ Nghệ là có cái tính đại diện cho văn hóa xứ Nghệ. Cho nên là tôi hy vọng là bạn đọc yêu xứ Nghệ, quê hương cũng như con người xứ Nghệ sẽ yêu người Nghệ và xứ Nghệ hơn. Thì khi sử dụng cái phương ngữ xứ Nghệ thì tôi nghĩ rằng là phương ngữ xứ Nghệ nó có một khả năng nó truyền tải những cái thông điệp rất lớn. Bởi vì tôi nghĩ phương ngữ Nghệ là tôi nhận ra ở đấy nó đa nghĩa, tạo thêm một cái không gian của cái sự tưởng tượng và của cái sự chiêm nghiệm. Vâng. Tôi nghĩ là phương ngữ Nghệ sẽ mang đến thú vị cũng như là những cái bí mật, những cái gợi cái sự tò mò, cái sự tưởng tượng của người đọc. Thơ Nguyễn Vui Vời cũng đã từng có một cái bài thơ tiếng Nghệ có những câu sử dụng phương ngữ đấy ạ. Ví dụ như là cái gầu thì gọi là đài mà ra sân thì bảo ra ngoài cái cưới. Những cái bài thơ sử dụng phương ngữ tiếng Nghệ, anh tâm đắc ở bài thơ nào? Tôi thì cũng là một trong những người viết nhiều về quê hương và sử dụng phương ngữ Nghệ trong rất nhiều bài. Thì có những cái bài như Thương Nhớ Gửi Về Quê, rồi thì Ta Về, Con Đường Rà Rơm. Trong cái sự trăn trở đó thì tôi gửi vào trong Thương Nhớ Gửi Về Quê cũng một số cái tâm tư của mình. Bây giờ quê tôi, người ta bắt con gọi cha là ba, là bố, không gọi mẹ mà gọi thay bằng mẹ. Đất Nghệ mình như thế hỏi tiếc không? Lũ trẻ bây giờ mê game online, không đánh đáo đánh khăn. Những chú trâu chưa hè thiếu bờ tre tránh nắng. Bé không còn ngon giấc được nghe bà đưa võng. Hết thật rồi tiếng ru cháu à ơi. Bây giờ quê tôi, nhà nhà trước sau cổng kín cao tường bởi xi măng sắt thép, chào hỏi nhau hao vơi dần chân thật, gặp nhau chỉ hỏi chuyện mánh mung. Thương nhớ về quê tôi, cứ ước mơ khi ban mai vừa rạng, ấm chè xanh râm ran góc xóm, đợi nát chát mà say, nồng đậm ân tình. Tháng 7 đã qua, tháng 8 gần đến, thì tháng 8 đến cũng là lúc báo hiệu cho một mùa thu đến ở trên đất nước Việt Nam. Nhiều người nói là mùa thu là mùa dịu dàng mát mẻ, nhưng mà cũng là lúc mà mùa mà miền Trung thấp thỏm với những cơn mưa lũ và những cơn bão. Là người con của Hà Tĩnh thì chắc anh đã có nhiều lần chứng kiến lũ lụt và bão của miền Trung. Tôi đã lớn lên cùng bão, cùng lũ. Tôi nhớ lại là có những cái thời điểm mà gần như là thành phố Vinh của chúng ta là gần như trồng được một cây nó vừa lớn lên thì đến mùa bão lụt là lại bị đổ. Xa quê nhưng mà ruột gan như vẫn trở quê nhà. Tôi luôn mong quê hương an bình, ngày càng giàu đẹp. Vâng. Xứng đáng là một vùng quê mà non xanh nước biếc như tranh họa đỏ. Anh Ngô Đức Hành có thể gửi đến quý thính giả ngày nay một bài thơ về chủ đề này được không ạ? Tôi xin đọc bài Màu Thời Gian. Thì cái bài này là viết về cái rốn lũ của Phương Mỹ, huyện Hương Khê của tháng 10 năm 2016. Em đi tìm lại thời gian gần như sợi chỉ xa ngang chuyến đò. Đâu cô, đâu lớp, đâu trò, thổn thức cả ánh trăng ngờ đầu thôn. Mái nhà xưa cũ vẫn còn, bâng khuâng mưa nắng cười giòn me bay. Nhớ cô giáo trẻ mỗi ngày mẹ ra bấm đốt ngón tay từng giờ. Đất vào táo giữ tộc tơ, tháng năm đã hóa bài thơ cuộc đời. Thơ rằng Phương Mỹ yêu ơi, lắng vào sâu thẳm thành nơi giấu nằm. Đắp xây lớp lớp thời gian, màu thương màu nhớ nồng nàn đất ơi. Dẫu rằng bay đến muôn nơi, dễ đâu quên được em tôi tìm
về. Nếu mà phải nói một điều là khi nhớ về sự nghề thì điều đầu tiên gợi nhớ cho anh là gì ạ? Nhớ đến núi Hồng, sông Lam, nói đến cái sự thủy chung của con người xứ Nghệ, kiên cường của con người xứ Nghệ. Nói đến xứ Nghệ là không ai có thể không nhớ những cái làn điệu dân ca ví dặm, những cái câu hò nó luôn luôn chảy mãi trong cái tâm thức cũng như là trong máu huyết của từng người. Trong đó có bản thân tôi. Tôi viết khá nhiều về quê hương thì hôm tôi nhớ rằng hôm làm lễ tôn vinh ví dặm là văn hóa phi vật thể thì tổ chức ở chỗ quảng trường Hồ Chí Minh, tôi viết bài ví dặm quê mình. Em theo anh về miền ví dặm, đến sông Lam bất chợt rũ hồng, về trường lưu triều cổ đạm nhớ mong, gặp người xưa giận mà thương ra giết. Hỡi cô tát nác bên đàng, có muốn ăn nhãn thì quảng sang đây. Con gái trường lưu ngài đẹp hát hay, cùng Nguyễn Tiên Điền ngả nghiêng phường vải. Giận thì giận mà thương thì thương, anh sai đường em không chịu nổi. Em lặng im trong chiều gió thổi, nghe phía Hoành Sơn chịu nặng tấm lòng. Đất cằn khô nắng táp bão giông, ví dặm chung chiêng ngàn đời chất lọc. Cứ chảy thế như một phần huyết mạch, dâng hiến mình để đất nước thành thơ. Những phường vải, phường cấy, phường chè, những dặm nổi, dặm về, dặm kể, cứ giao nhau tự tình kể lể, sao xuyến giao duyên quần tụ lam hồng. Ví dặm em ơi chín nhớ mười, mong thời đất nước vững tin hội nhập, bản thử bị Nhật Nga Mỹ Pháp, học lấy kiều và hát ví để yêu thương. Từ cánh võng Bà Ru nay đến bốn phương, miền ví dặm thân thương nối chiều dài đất nước. Em lơ đãng tâm hồn nâng mỗi bước, phía ấy quê hương ví dặm quê mình. Rất là cảm ơn nhà thơ Ngô Đức Khanh đã dành thời gian tham gia vào chương trình Tiếng Thơ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An với những cái tâm sự, những cái sẻ chia và tình cảm của ông dành cho quê hương xứ Nghệ ạ. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Tiếng Thơ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là phần giới thiệu thập thơ Con đường rạ rơm của tác giả thơ Ngô Đức Hành. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe một số bài thơ viết về miền Trung của các nhà thơ. Thưa quý vị và các bạn, thơ Hoàng Trần Cương là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những chất liệu, hình ảnh và ngôn ngữ của đời sống với sự đào sâu những suy tư khát vọng sống của con người và một vùng quê mà anh đã nặng nghĩa sinh thành. Hơn ai hết, anh là người hiểu rất rõ mảnh đất miền Trung, là chiếc đòn gánh tre oằn trên vai mẹ suốt đời khốn khó, gánh trọn hai đầu đất nước với những đợt gió Lào bỏng sát và những trận lũ quét đã từng cuốn trôi bao đồng loại, cùng những ngôi nhà, mái trường, ngõ phố, từng thấm đẫm bao mồ hôi, nước mắt và có khi là cả mạng sống của con người nơi đây mới có được. Sự nghiệt ngã của thiên nhiên nơi đây, hàng bao đời nay, càng làm lắng sâu thêm trong họ nghĩa đời đạo người. Miền Trung của Hoàng Trần Cương trích ra từ trường ca Trầm Tích, độc lập, súc tích và cô đọng là những gì người đọc cảm nhận được. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Miền Trung của tác giả Hoàng Trần Cương. Miền Trung, bao giờ em về thăm mảnh đất quê anh một thời ngút lửa. Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, ruốt ruột mình thành dải lụa sông Lam. Miền Trung tấm lưng trần đen sạm, những đốt sóng trường sớm lởm chởm răng màn. Khoáng bóng giặc núi lửa thành báng súng, những đứa con vắng như mảnh đạn, thương mẹ một mình trời xính đá mồ côi. Miền Trung đã bao đời núi với bể kề đôi, ôi bể đông giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ, nóng hổi như vừa lắn xuống theo những tảng đá cột đầu của trường sơn uy nghiêm.
miền Trung, câu ví dặm nằm nghiêm trên nắng và dưới cát. Đến câu hát cũng hai lần sàng lại, sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm. Miền Trung bao giờ em về thăm, mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt. Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ, chỉ có bão là tốt tươi như cỏ, không ai gieo mọc trắng mặt nghèo. Miền Trung eo đất này thắt đáy lưng ong, cho tình người đọng mật. Em gắng về đừng để mẹ già mong. Quý vị và các bạn, là nhà thơ xứ Nghệ làm việc và sinh sống ở Hà Nội, nhà thơ Hoàng Cát cũng có nhiều bài thơ viết về miền Trung, về xứ Nghệ. Nét đọng lại là tình đất, tình người trong những bài thơ. Mời quý vị thính giả cùng nghe giọng ngâm của nghệ sĩ Vương Hà trong bài Lưu luyến miền Trung của nhà thơ Hoàng Cát. Xe qua Ninh chữ không dừng lại, vần vũ trời mưa biển vẫn xanh, vẫn trắng phao phao bờ cát trắng, sạch như trời đất tự thâu mình. Đất nước rộng dài thương mến lắm, miền Trung thắt lại bãi cồn hoang, cỏ dại không lên trên cát được, nói chi cây trái với đất cằn. Tình người càng đậm ngát sắc xanh, cho ta muôn thuở niềm lưu luyến, giữ mãi trong tim một khối tình. Ta nhớ vô cùng, ai nhớ không, ta là hạt cát của miền Trung, như hoa trên nhánh xương rồng ấy vẫn nở vì nhau đến cháy. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình Tiếng Thơ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An giới thiệu tập thơ Con đường rạ rơm của tác giả thơ Ngô Đức Hành và một số thi phẩm viết về miền Trung. Tổ chức sản xuất chương trình Hương Giang, biên soạn Thanh Xuân, phát thanh viên Thanh Xuân Lê Mai cùng kỹ thuật viên Hà Văn thực hiện. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn.